lắc 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 rồi mình cùng nhún nhún nhún. Câu hỏi của quý vị chú ý lắng nghe đây ạ. Có một bà già, bà ấy đi qua một chiếc cầu, đứng trên cầu bà cầm một chiếc bánh, bà ăn thế nhưng bị rơi xuống đất, bà lại nhặt lên ăn. Hỏi bà ấy mất gì? Vâng, bà mất gì ạ? Mất vệ sinh. Bà mất vệ sinh, chúc mừng bác trả lời chính xác luôn. Đúng là mất vệ sinh thật. Bánh ăn rơi đất rồi lại nhặt lên ăn. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, phần quà tiếp theo đây ạ. Quà này đương nhiên bây giờ em phải cầm vào số để hẳn vào đầu chị nó chắc chắn luôn ạ. Vâng, chúng ta hãy cùng quan sát theo dõi xem chị sẽ diễn tiết mục gì. Ở đây là một rõ ràng là không có gì đâu. Cô nhìn thấy có gì đâu. Chỉ trong 3 giây thôi thì cô ấy đã vẽ được mình ở trên bức tranh này. Vâng, vẽ đấy ạ. Cô nhìn thấy một giống mình nhá. Vâng, bây giờ bác thấy hơi thở của mình, bác thấy sức bác thổi cháu 3 lần. Bác thổi rất khỏe luôn, làm gì còn cái gì? Hay à? Chúc mừng bác ạ. Mà trước khi mà cái gậy được xuất ra thì là trước khi mà cái gậy được giữ tiết ra thì Tôn Ngộ Không thường thường là tay lấy ở đâu ra gậy nhỉ quý nhỉ? À tay này đúng không? Đây có phải gậy gậy cổ của Tôn Ngộ Không ạ? Đúng không quý vị? Đây là một bảo kiếm nhá, có 150 năm về trước ấy. Để chứng minh được trận này thì cháu mời cô có thể giữ chắc bảo kiếm ấy. Đấy, cô bóp tay xem nào. Đấy, chắc chắn lắm đúng không? Cái này dài khoảng trên 40cm đúng không? Và bây giờ bằng cách nào mà cháu nút kiếm vào trong bụng của mình mà không sao ấy. Bác kiểm tra lại lần nữa, chắc chắn luôn không? Rồi, chắc chắn nhá. Bây giờ sẽ là một tiết mục cực kỳ đặc sắc. Đấy. Trứng gà mà lại nở ra chim bồ câu với kinh cơ. Vâng. Cháu xin mời một cô nào. Cô nào nhỉ? Cô nào xuống không? Cô nhá. Mời cô lên đây. Thank you.
quả chứ. Rất là vui mắt dành cho cô ạ. À, cháu hỏi cô tên là gì ạ? Cô tên là Na. Cô tên là Na, cô Na năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Cô năm nay 67. Cô Na kiểm tra cháu xem đây là gì. Đây là một lon Coca-Cola còn nguyên vẹn, chưa bật niêm phong, bên trong vẫn chứa đầy nước Coca nhá. Mời cô Na tiến gần lại mặt tủ bảo thuật ra. Cô lấy tay cô gõ cháu này. Gõ mạnh chân. Chắc chắn luôn ạ, mặt tủ là bằng inox rất phẳng, rất kín, rất yên nhá. Cô đặt lon Coca-Cola và mời cô Na đứng xuống dưới ở phía dưới này. Các cô đứng xuống dưới thềm giúp cháu ạ. Đấy, để cho cô Na đứng cạnh này nhá. Xuống dưới. Đấy, vâng. Mời cô Na tập trung ánh mắt và nhìn thẳng vào lon Coca-Cola xem điều gì sẽ xảy ra. Lon Coca-Cola bây giờ biến đi đâu và cái gì sẽ thay thế. Cô Na chú ý nhá, một chiếc ống không có gì này nhá. Nó sẽ chụp vào lon Coca-Cola này. Thêm chiếc ống thứ hai là không có gì nữa, sẽ để bên cạnh này. Được chưa? Đương nhiên đây là tay phải của cô Na đúng không? Cô Na chú ý ạ, ống bên tay phải của cô Na là không có gì nhá. Ống bên tay trái của cô Na là Coca-Cola đúng không? Rồi. Sau 3 tiếng đếm, trong đếm 1 đến 3 thì cô sẽ đoán 3 lần. 1, 2, 3, chúc mừng Hà Nội Tourist. Rồi, bây giờ cô Na sẽ đoán được 3 lần. Đoán đúng lần thứ nhất, ảo thuật gia thưởng cho cô 10 triệu. Đoán đúng lần thứ hai, thưởng cô 7 triệu. Đoán đúng lần thứ ba, phần thưởng cô quần 5 triệu nhá. Theo cô Lam bây giờ lon Coca-Cola đang nằm ở bên tay trái cô, ống bên tay phải cô ạ? Bên tay phải. Quyết định cuối cùng, 10 triệu đồng thuộc về cô. Coca-Cola nằm ống bên tay nào? Bên tay phải. Bên tay phải, ống này. Chắc chắn luôn, không thay đổi ý định. Vô tên tự lớn, đây không phải Coca-Cola. Chai rượu sâm banh. Ơ hay trời lại không nghi gió. Cô mất đi một lượt nhá. Còn hai lượt nữa, cô đoán đúng lần thứ hai, phần thưởng dành cho cô 7 triệu đồng. Theo cô Na bây giờ, lon Coca-Cola đang nằm ống bên tay trái hay bên phải cô nào? Vẫn bên tay phải, chắc chắn không? Chắc chắn. Cô có thay đổi ý định không? Không thay đổi. Quyết định cuối cùng 7 triệu đồng về cô. Coca-Cola ống bên tay nào? Bên tay phải. Bên tay phải ống này. Ai ai sợ ai sai sắc bét. Vẫn là chai rượu sâm banh đúng không? Và cô còn một lần nữa thôi. Đoán đúng lần thứ 3 cô còn được 5 triệu đồng. Theo cô bây giờ Coca-Cola ống bên trái hay bên tay phải cô? Bên phải. Cô vẫn cứ giống như Trần Cung, quyết định không thay đổi. Không thay đổi bên... Quyết định cuối cùng là bên tay gì? Bên phải. Bên phải ông này. Đúng mà. Cái gì đấy quý vị? Vẫn là chai rượu sâm banh đúng không?
xin tặng cho cô một chiếc cốc ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Rất tiếc là 3 lần nữa. Tặng cho cô một chiếc cốc ạ. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô Na nhá. À, chúc cô luôn vui vẻ, khỏe. Vâng. Cô sẽ tham khảo đến với tổng ty du lịch ở Hà Nội để đi du lịch vòng quanh thế giới ạ. Giống như MC nhá, mình nhún 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 đồng, mình cùng nhún nhún nhún, mình lắc 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 rồi mình cùng lắc lắc lắc. Câu hỏi của các cô các chú các anh các chị và các bạn chú ý lắng nghe trả lời ạ. Đây ạ, rất đơn giản thôi ạ. 1+1 đương nhiên bằng 2, 2+2 đương nhiên bằng 4, 3+3 chắc chắn là bằng 6, tại sao 5+3 lại bằng 10? Ok ạ, 5+3 này bằng 10, mời chị. Vì tính sai. Vì tính sai, có phải không quý vị? Vì tính sai là toán sai đúng không ạ? Chúc mừng chị trả lời 100% luôn. Còn nhiều quà lắm quý vị nhé, yên tâm ạ. Đây, bây giờ phần quà này còn hấp dẫn hơn nữa. Còn rất nhiều phần quà, quý vị xem đây ạ. Vỏ hộ chiếu này, voucher này, voucher này còn được giảm giá cả đường bay quý vị nhá. Thêm lượt này, nước uống này, cốc này, quý vị chúng ta còn chỗ này còn nhiều lắm, không thể thiếu đủ được đúng không? Còn nhiều, quý vị chúng ta đã sẵn sàng đến với chương trình này chưa? Vâng, một tràng pháo tay lớn cho MC tổ chức cái game show này ạ.